Vâng, em chào anh Long Nguyễn. Em chào anh Hưng. Giờ anh em có đang làm hay làm gì đây? Và bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh em một cái ma bệnh, mà cái gọi là cái ma lỗi ở trên xe Peugeot. Sáng nay có rất nhiều anh em thắc mắc và hỏi em là cái cách xóa ma lỗi này như thế nào, và khi nó sinh ra ma lỗi này thì nó bị làm sao. Thì trên xe Vespa gọi là hãng Peugeot, nó đồng thời là hay bị trên xe Liberty và xe Vespa. Thì em sẽ giới thiệu qua cho anh em luôn. Tại vì hôm nay sáng nay là em thấy gặp anh em rất nhiều anh em hỏi về cái này. Thì hỏi rồi nhưng mà em cũng nói với anh em là anh em phải kiểm tra triệt để. Nhưng mà hôm nay em cũng vừa có một con xe của anh em thợ mang đến. Thì em cũng chia sẻ luôn là cái mã lỗi này là bị làm sao, và cái cách anh em xử lý như thế nào. Cộng thêm nữa là cái cách xử lý và cách xóa lỗi trên cái xe của ta là bị cái lỗi gọi là lỗi bộ nhớ đầy, hoặc gọi là bộ nhớ đệm đấy ạ. Thì là đấy là cái mà đức mạnh, hoặc là trên máy tùy từng máy, có máy nó báo là bị lỗi phần mềm IC đấy, SM chẳng hạn đấy, thì nó trong đấy nó có mã lỗi đấy. Thì đây hôm nay đức mạnh sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái mã lỗi này, và khi xuất hiện cái mã lỗi này thì là trên xe của ta là nó có hiện tượng bị làm sao, thì là Đức Mạnh cũng sẽ chia sẻ cho anh em. À, anh em xem có thể chia sẻ cái buổi live stream ngày hôm nay cho lên trang cá nhân hoặc lên hội nhóm cũng giúp Đức Mạnh nhá. Tại vì Đức Mạnh cũng đang live stream này cũng không chia sẻ được. Thì cũng mong là anh em chia sẻ hỗ Đức Mạnh cái live stream này đến nhiều anh em xe máy hơn, và có thể là giúp đỡ cho anh em. Còn anh em nào có thể chưa gọi là ấn theo dõi trang thì anh em có thể ấn theo dõi trang để Đức Mạnh sẽ chia sẻ những cái ma bệnh. Em chào anh Tay Cao Quốc Cường. Khả năng cái giờ này là anh em đang làm nên cũng hơi ít anh em, thì anh em tiện tay cho ấn nút chia sẻ Đức Mạnh với. Okay. Và em chào anh Hữu Đức. Ôi, chờ tí. Tâm này đói rồi sếp ơi, đói gì đâu anh. Anh em chia sẻ với Đức Mạnh nhá, xong rồi Đức Mạnh sẽ chia sẻ với anh luôn. Anh ơi, cảm ơn em con máy Spartoon mà đi anh. Cảm ơn em xem em máy Spartoon vào trong xe Liberty. Chào Trường Ken nhá. Đây em chờ chút, Đức Mạnh đang bảo anh em thợ đang cắm máy vào đây để chia sẻ cho anh em ăn bệnh này đây. Chào Lê Minh Đức nhá. Chào Tuấn Vân xe máy ạ, em chào anh Tuấn Vân. Ở đây Đức Mạnh có chia sẻ luôn cho anh em cho nóng, tại vì thời gian buổi trưa này thì cũng hơi bị mất thời gian một chút. Thì đây ma lỗi đây, anh em có thể vào check lỗi. Đây. Vào Piezo này. Anh cầm cho em cái máy. Motobook 2.0 thì em không có anh ạ. Đây, anh em vào Piezo này. Bật khóa lên cho em. Khóa anh bắt đầu rồi. Anh Long Nguyễn ơi, motobook em không có anh nhá.
Đây anh em không có chìa khóa đây. Anh em có thể chia sẻ hộ Đức Mạnh cái livestream nhá. Đây vào Piezo này. Anh em vào đây là đọc mã lỗi hiện hành nhá. Và đây là đọc mã lỗi hiện hành, anh em vào mọc mã lỗi này. Đây này, khi nào mà xuất hiện cái lỗi này này thì là lỗi đầy bộ nhớ dữ liệu của ECM, thì là lỗi phần mềm. Thì trong máy Smartune thì nó có thể để nhảy. Nhưng ví dụ như là trong cái máy MST hoặc là Motocan chẳng hạn thì nó sẽ đề một cái lỗi là lỗi bộ nhớ đệm bộ nhớ đầy. Đấy, thì khi xuất hiện cái lỗi này thì là lúc nào nó sẽ xuất hiện cái lỗi này. Thì nhiều anh em chưa hiểu được ra, như đọc nhảy là thấy là bảo là lỗi phần mềm. Thì anh em đi lặp lại phần mềm với cả xử lý phần mềm. Cái này là không đúng anh em nhá. Có cái lỗi nó bị cũng là do phần mềm thật, nhưng mà không hẳn lúc nào nó bị phần mềm. Cái này anh em phải nhớ kỹ nhá. Không phải lúc nào cái sen xe này nó bị phần mềm cả. Mà khi xuất hiện lỗi này là lúc nào? Là khi xe của chúng ta đang hoạt động bình thường và khóa đang mở. Anh em hiểu chưa? Khóa đang mở thì nó sẽ xuất hiện lỗi này, là khi mà chúng ta đang mở khóa, xe không tắt khóa mà đang đi, xe tự nhiên bị chết máy đột ngột thì nó sẽ sinh ra cái lỗi này. Đấy, anh em phải nhớ nhá, là khi mà xe của ta đang hoạt động bình thường, không tắt khóa mà xe của ta vẫn đang bật khóa mà tự nhiên xe ta bị chết máy thì nó sẽ xuất hiện cái lỗi này. Đấy, nên là khi mà có anh em ấy hôm nay hỏi Đức Mạnh là cái cách để xóa cái mã lỗi này đi là như thế nào, thì cái quan trọng nhất cái này là anh em đừng có quan trọng là phải xóa được cái mã lỗi này, mà quan trọng là anh em phải giải quyết được cái bệnh của xe. Là bệnh là người ta hay đi đường, người ta hay bị chết máy vặt là nhất. Cái thứ hai là khi là người ta có thể bị chết máy hẳn. Tại vì là khi mà chưa tắt khóa mà xe ta mà bị chết máy ấy, đấy thì là nó sẽ sinh ra cái lỗi này. Nên là khi mà anh em mà muốn xóa được cái lỗi này đi thì là có tùy từng dòng máy. Có máy thì anh em phải lặp lại phần mềm. Ví dụ Motocan thì anh em phải lặp lại phần mềm. Có máy thì anh em chỉ cần xóa. Ví dụ như Smartune này thì anh em chỉ cần vào cái phần xóa lỗi thì là anh em cũng sẽ xóa được cái lỗi này ở trên xe VEC3. Nhưng mà cái quan trọng nhất là anh em phải xử lý được cái khâu mà cái chết máy cho khách hàng ấy. Ví dụ, Đức Mạnh đang nói ví dụ mà chết máy mà do lỗi này sinh ra thì có thể là, một là có thể là buji bị kém cũng có thể gây ra lỗi này, đúng không ạ? Lỗi mà buji kém gây ra lỗi này. Hai là có thể kim phun của chúng ta bị gặp vấn đề cũng có thể gây ra lỗi này. Đấy, hoặc là mô bin của chúng ta bị đánh điện ra ngoài khung. Ví dụ mô bin nó bị đánh điện ra ngoài khung này chẳng hạn này, thì cũng có thể gây ra lỗi này. Hoặc là lỗi do mưu. Đây, do con mưu này mà nó gây ra tình trạng chết máy. Hoặc là cảm biến TB bị hỏng gây ra tình trạng chết máy, nó cũng sinh ra cái lỗi, lỗi là bị lỗi bộ nhớ ECU. Đấy, mà khi mà chúng ta bị sinh ra cái lỗi này thì không hẳn là anh em cứ nhìn thấy lỗi này là anh em muốn xóa đi là được. Tại vì anh em phải hiểu cái bản chất cái lỗi này nó là gì. Bản chất cái lỗi này là lỗi nó là đang đi bình thường mà không tắt chìa khóa mà tự nhiên xe nó chết máy thì nó sẽ sinh ra cái lỗi này. Nên bắt buộc ấy, anh em phải tìm ra nguyên nhân được là cái lỗi này là nó đi chết máy là do thiết bị gì gây ra. Ví dụ như con xe này là anh em thợ mang đến thì là nó là bị hỏng cái cảm biến TB ở trong con Miu này. Thì là mỗi khi mà anh em để lỗ thì là có thể để lỗ găng tì nó sẽ chết máy pịch cái. Hoặc là gì ạ? Hoặc là cái buji nó bị đánh điện kém thì đang đi tự nhiên nó bị chết máy, nó lịm ga là chết máy thì cũng có thể gây ra lỗi này. Nhưng mà bắt buộc anh em phải tìm ra được cái nguyên nhân chết máy nhá. Phải tìm được ra nguyên nhân chết máy thì đến lúc đấy anh em mới xóa cái lỗi này đi. Đấy, để anh em theo dõi. Chứ bây giờ anh em chưa gì anh em đã nhìn thấy cái mã lỗi này mà anh em đã muốn là xóa hoặc tắt nó đi là nó hết. Không hết được đâu anh em nhá. Cái này anh em chỉ xóa là để không nhìn thấy thôi. Còn đâu nếu như cái lỗi mà chính thức của nó thì là anh em phải xử lý được cái lỗi chính thức đấy. Gọi là cái lỗi mà thỉnh thoảng chết máy hoặc là xe bị chết máy thì là anh em phải xử lý được cái lỗi đấy thì anh em mới xóa cái mã lỗi này đi. Đấy, thì mã lỗi này thì về cái phần ấy, phần cứng cũng bị mà phần mềm cũng bị. Phần cứng là gì? Anh lấy con Miu mà đã tháo, có con Miu trên kia tháo. Phần cứng ở trong con Miu là gì? Đây, ví dụ phần cứng của trên con Miu
thì là ví dụ tất cả các linh kiện ở trên này chẳng hạn này, đấy, con linh kiện nó bị hỏng, nó bị chập, nó chết, thì đây gọi là phần cứng. Phần cứng, còn ví dụ mà phần mềm thì cũng có trường hợp là do cái phần mềm ta hoạt động không tốt, đúng không ạ? Nó bị lâu ngày, nó bị gọi là phần mềm bị đơ ấy, già đấy, thì là nó sẽ gây ra tình trạng là xe của anh em mình đi sẽ bị chết máy. Thì đấy là anh em lựa vào mà bắt bệnh. Còn Đức Mạnh cũng đã nói rồi, cái bệnh là cái ban này, cái khi mà nó đã báo lỗi này, đây khi mà nó check lỗi ra nó bị cái lỗi này, thì anh em nhớ lên kiểm tra là kiểm tra gì? Thứ nhất, một là kiểm tra là những cái gì liên quan đến xe của chúng ta bị chết máy, đúng không ạ? Nhưng mà cái tầm mà anh em khoanh vùng ấy, cái tầm anh em khoanh vùng thì anh em khi mà anh em vào thấy mỗi cái một cái lỗi này, thì là anh em chỉ cần kiểm tra những cái mà trên xe ấy, kiểm tra những cái mà trên xe của chúng ta ấy mà nó không gây ra báo lỗi. Ví dụ mà do cảm biến nhiệt độ chẳng hạn, nó sinh ra chết máy, đúng không ạ? Chết máy đột ngột thì là chúng ta phải nhìn thấy cái lỗi cảm biến nhiệt độ đây nữa. Nhưng đây anh em nhìn thấy là không còn mã lỗi nào nữa này. Nó đây nó chỉ báo có một mã lỗi. Thì một mã lỗi này tức là gì? Tức là cái này nó không liên quan đến những cái thiết bị gây ra báo lỗi, ví dụ như cảm biến oxy chẳng hạn này, là một này. Ví dụ là nếu mà nó chết máy mà đột ngột như thế, nó gụt ga do cái cảm biến oxy ấy, thì nó sẽ gây ra, nó sẽ báo lỗi oxy như này. Nhưng ở đây anh em chỉ thấy có mỗi một lỗi này, đúng không ạ? Hai là gì ạ? Hai là có thể là bị chưa thế kim phun, thì nó sẽ báo lỗi luôn kim phun, đúng không ạ? Hoặc là báo lỗi cảm biến nhiệt độ thì nó sẽ báo lỗi kèm theo cái này. Thì đến lúc đấy anh em cần kiểm tra là kiểm tra những cái nó liên quan đến mã lỗi. Nhưng khi mà cái này của chúng ta không liên quan đến mã lỗi, nó không có mã lỗi xuất hiện trên này, thì có thể anh em có thể kiểm tra là đến cái gì. Thứ nhất là một, nó có thể là do là buji chẳng hạn. Hai là có thể là do cảm biến tay ga này. Cảm biến tay ga dòng này đa phần là ít khi nó báo lỗi đâu anh em nhé. Nhớ này, cảm biến tay ga con này ít khi báo lỗi. Nếu mà cảm biến tay ga thì anh bắt buộc anh em phải sửa mưu rồi, đúng không? Thế nên là Đức Mạnh cũng hỏi, cũng nói luôn là khi mà anh em mà kiểm tra những dòng Piaggio mà xuất hiện cái lỗi này, thì là anh em nên nhớ là khi xuất hiện cái lỗi phần mềm như này, thì là lỗi này là lỗi khi chúng xe thỉnh thoảng là đi bị tình trạng bị chết máy, khi chúng ta chưa tắt ổ khóa, gọi là xe ta vẫn mở khóa mà xe bị chết máy ấy, thì đấy chính là cái lỗi. Nhưng mà anh em phải giải quyết được cái lỗi này đi nhá, thì bắt đầu anh em hãng xóa cái lỗi này đi. Đấy thì là Đức Mạnh cũng chia sẻ luôn. Có những anh em hỏi là cái lỗi này là lỗi gì, anh em chưa biết là lỗi này là lỗi gì cả. Đấy, nhiều anh em thì cứ nghĩ là lỗi này là lặp lại phần mềm hoặc là ấy là hết. Nhưng mà cũng không phải, không hẳn là lặp lại phần mềm là hết đâu anh em nhá. Đấy nên là anh em cố gắng để ý, mà thấy xuất hiện mà lỗi này thì anh em nên giải quyết cái khâu là kiểm tra kỹ xe, là đi xem là nó có bị chết máy đột ngột không. Đấy, hoặc là có bị hụt ga gây ra chết máy hay không. Thì là xong, bắt đầu anh em mới tiến hành xóa cái mã lỗi này đi. Đấy là rất nhiều anh em đang bị thắc mắc. Và có những anh em cũng gọi điện cho em về dòng Piaggio này, đúng không ạ? Thì có những anh em hỏi em là xe này đang đi tự nhiên nó hụt ga, mà nó xuất hiện cái đèn báo lỗi này sáng, thì là nó bị làm sao hả anh Mạnh? Thì đúng thật sự luôn, em nói luôn với cả anh em là cái này nếu mà em trả lời cái câu hỏi đấy của anh em nó rất là khó. Nó vô cùng khó. Tại vì là cái dòng Piaggio này, khi nó bị lỗi nó chỉ đèn nó để sáng suốt, nó không nháy. Mà trong khi nó không nháy này thì em dựa vào đâu mà em dám trả lời anh em, đúng không ạ? Nên bây giờ tốt nhất là anh em nào mà chưa có máy thì cũng lên sắm một cái máy. Đấy, để xem cái mã lỗi nó là gì, xong gọi điện cho em thì em sẽ tư vấn thêm. Chứ không có anh em, như anh em hỏi anh ơi em đang gặp con Liberty đang đi tự nhiên ga lên nó hụt chết máy, đèn báo lỗi, báo sáng. Thì em nói thật với anh em là em chả biết là trả lời anh em từ đâu. Đấy, cũng rất là khó. Khi mà cái ban bệnh này nó xảy ra thì nó thật là em không biết là trả lời anh em là cái lỗi này nó bắt đầu từ đâu để em trả lời cả. Mà nếu mà kể ra một dài dằng dặc tất cả những cái cần để anh em kiểm tra, chắc là anh em không nhớ được, đúng không ạ? Đấy là khi lên là anh em khi xuất hiện mà lỗi này nhá, thì anh em nên nhớ nhá. Còn đâu ví dụ như trên nếu mà trên Motocan thì có thể anh em lạp lại phần mềm. Còn ví dụ như trên Smart Tool thì đây là có một cái vào để xóa bộ nhớ đệm. Đây em này. Đây ví dụ như Đức Mạnh làm xong thì trong này nó có một cái là xóa bộ nhớ đệm này này.
Đấy thì Đức Mạnh xóa đi thôi là ok. Thì mỗi khi ví dụ như anh em làm xong chẳng hạn, đúng không, anh em không biết là xe này đã hết chưa, thì bắt đầu anh em xóa cái bộ nhớ đệm mình đi. Xong ví dụ mà anh em đi thử mà nó vẫn còn lên tiếp, mà vẫn bị chết máy, thì anh em lại phải cần phải kiểm tra tiếp. Kiểm tra lúc nào nó hết được cái mà đang đi nó bị chết máy thì là anh em mới thấy là xe nó ngon lên được, đúng không ạ? Chứ không phải là anh em cứ thấy cái mã lỗi là lỗi phần mềm ECU là anh em cứ thấy là lạp phần mềm hoặc là xóa lỗi đi là ok đâu anh em nhá. Đấy thì hôm nay buổi trưa thì rảnh có xe của anh em thợ mang đến mình làm thì mình cũng chia sẻ cái ban bệnh này cho anh em, và gọi là cái mã lỗi, chia sẻ cái mã lỗi này cho anh em, để cho anh em khi mà gặp phải những cái mã lỗi này thì anh em lên phải nhớ cho em là xử lý cái lỗi mà đi thỉnh thoảng bị chết máy hoặc ga chết máy. Khi chúng ta chưa tắt khóa thì nó sẽ sinh ra cái lỗi này. Khi mà chúng ta xử lý xong thì chúng ta hãng xóa lỗi đi. Đấy là những cái mà sáng nay là em gặp rất nhiều anh em hỏi em về cái vấn đề cái mã lỗi này, cái mã lỗi bộ nhớ đệm này. Còn đâu là hôm nay cũng hơi anh em làm Đức Mạnh bảo anh em chia sẻ hộ Đức Mạnh cái livestream này mà không thấy anh em nào chia sẻ. Khả năng là hay là thôi lần sau không chia sẻ nữa. Đức Mạnh bảo chia sẻ mà chẳng thấy anh em nào chia sẻ hộ cả. Thôi Đức Mạnh cũng chia sẻ và cái ban bệnh lỗi bộ nhớ đệm đấy thì Đức Mạnh cũng chia sẻ cho anh em lên đây, để có những anh em nào gặp xe Vespa này thì hoặc là hãng Peugeot mà dùng Miu G3 thì anh em cũng có thể là gặp, thì anh em có thể là vận dụng cái mà Đức Mạnh vừa chia sẻ để tìm bệnh ra nhanh hơn. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì là lúc nào có ban bệnh nào hay hay thì Đức Mạnh sẽ livestream chia sẻ lên đây cho anh em. Nói chung là cái nếu mà đã chia sẻ mà cái bệnh mà của khách ấy, của anh em thợ mang đến ấy, thì là nhiều khi có xe lúc nào chia sẻ lúc đấy. Nhưng mỗi tội là like lên là có những lúc là nó trùng vào cái giờ mà anh em làm, nên là nhiều khi là cũng hơi ít anh em xem. Nếu mà để mà thu xếp vào buổi tối để anh em nhiều anh em xem được thì nói thật sự luôn là nhiều khi là không hẹn được anh em thợ để lại. Đấy nên là có lúc nào thì em live stream lúc đấy. Anh em cũng thông cảm lên chỗ đấy. Anh em nhá, thì còn đâu là lúc nào có xe thì Đức Mạnh sẽ chia sẻ thêm và những cái ban bệnh cho anh em. Còn đâu là ví dụ như anh em nào quan tâm đến máy hay là smart tool, hoặc là quan tâm đến khóa học ngày 26 tháng 3, à tối 26 tháng 3. Sắp tới đây còn mười mấy ngày nữa là khóa học 26 tháng 3, dạy buổi tối, 30 buổi tối, thì anh em là quan tâm đến khóa học thì cũng có thể liên hệ với Đức Mạnh Mô Tô để được thêm biết thêm chi tiết và tư vấn. Đấy, còn đâu là Đức Mạnh cảm ơn tất cả anh em đã xem buổi livestream nó kiểu nhớ giờ như này. Cảm ơn tất cả anh em nhá.